Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Những ngày qua, đất nước Trung Quốc đang phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ, khiến cho chính phủ nước này liên tục phát đi cảnh báo khẩn. Theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày hôm qua, nước lũ trên 113 con sông đã vượt mức báo động với mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01 đến 8,57 mét. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể về trận lũ lụt này diễn biến phức tạp đến mức nào. Lũ trên 113 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động, cảnh báo sông cao 8,57 mét. Sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan khi tại miền Nam nước này, mưa kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Ngày hôm qua, chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Giang Tây ở Đông Nam Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo lũ lụt do mưa lớn kéo dài nhiều tuần. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày hôm qua cũng đã phát đi những hình ảnh về công tác khắc phục thiệt hại do lũ lụt và các hoạt động cứu trợ đang diễn ra ở các khu vực bị ảnh hưởng. Mưa lớn liên tục từ đầu tháng 5 đến nay đã khiến nước lũ trên nhiều con sông ở miền Nam Trung Quốc liên tục vượt mức báo động, buộc nước này phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây lên cấp 1, cấp cao nhất. Miền Nam Trung Quốc đã và đang hứng chịu nhiều đợt mưa lớn thời gian gần đây, khiến lũ xảy ra tại nhiều tỉnh như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây. Nhiều ngôi nhà bị ngập, giao thông, liên lạc, điện bị gián đoạn, nhiều nơi đang phải triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tình hình lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh một lần nữa phải chủ trì một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt qua video với chính quyền Quảng Đông và Ủy ban Thủy lợi sông Châu Giang. Ông cho biết mực nước hiện tại của Tây Giang và Bắc Giang trên lưu vực sông Châu Giang liên tục tăng cao, đồng thời dự báo một trận lũ cực lớn có thể xảy ra ở Bắc Giang vào ngày mai. Trong khi đó, trận lũ số 4 đang hình thành ở Tây Giang. Từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6, một đợt mưa lớn mới xảy ra ở thượng nguồn sông này và rất có thể hình thành một trận lũ mới. Tình hình kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang rất phức tạp, nghiêm trọng và cấp bách. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt, hạn hán sông Châu Giang đã buộc phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ tại đây từ cấp 2 lên cấp 1, tức mức cao nhất từ 22 giờ ngày hôm qua. Theo số liệu của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, từ 12 giờ ngày hôm qua, nước lũ trên 113 con sông của nước này đã vượt mức báo động với mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,1 đến 8,57 mét. Quảng Đông gồm các tỉnh lân cận ở phía Nam, gồm Phúc Kiến và Quảng Tây, những tháng qua hứng chịu mưa lũ kỷ lục, buộc hàng triệu người sơ tán. Từ chiều qua đến rạng sáng hôm nay, mưa lớn cũng đã trút xuống một loạt khu vực từ tỉnh Cát Lâm đến tỉnh Giang Tô và tỉnh Vân Nam. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lên đến 150mm. Từ đầu tháng 6, tại khu vực phía Nam Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nặng nề gây ra lũ lụt. Đây không phải là hiện tượng lạ mà đất nước tỷ dân này thường xuyên bị lũ lụt trong những tháng hè với tần suất lớn nhất ở miền Trung và miền Nam. Vào ngày hôm qua, tại thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 lên ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 1. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, mực nước lưu lượng sông Bắc Giang lần này sẽ đạt kỷ lục cao nhất trong hơn một thế kỷ qua. Việc kiểm soát tình hình lũ lụt tại Anh Đức đang được chính quyền Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt để tránh thiệt hại tối đa về người và của. Các phương tiện truyền thông cũng đang gấp rút cảnh báo người dân về thiên tai trước mắt. Thiên tai bất ngờ kéo đến, cuộc sống của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Đã có hàng triệu người dân thiệt hại kinh tế, mất nhà, mất hoa màu, vật nuôi. Đứng trên tình cảnh này, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc đã chi khẩn hàng trăm triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai, giúp cho người dân khắc phục hậu quả. Cuộc sống của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, mưa lớn, lũ lụt triền miên đã xáo trộn cuộc sống của người dân miền Nam Trung Quốc. Đợt mưa lớn này đã khiến nhà cửa và đất nông nghiệp của 7 làng ở thị trấn Anh Đức, tỉnh Quảng Đông bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Tính đến 17 giờ chiều ngày hôm qua, thị trấn đã di tản thành công hơn 4.000 người dân. Đến nay, chỉ tính riêng Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi phải phát đi báo động đỏ về lũ lụt. Trong ngày hôm qua, đã có 485.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 470 triệu nhân dân tệ, hơn 70 triệu đô, hơn 43.300 hectare cây trồng bị phá hủy. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp địa phương, cả tỉnh Quảng Đông mưa lũ đã ảnh hưởng đến 479.600 người và 27,13 triệu hectare diện tích cây trồng.
làm sập 1.729 ngôi nhà, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,756 tỷ nhân dân tệ, hơn 260 triệu đô. Hiện tỉnh này đang phải kích hoạt lại cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 1, tức cấp cao nhất, đã tạm ngừng phương tiện giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy ở lớp học và làm việc tại văn phòng trước nguy cơ nước dâng cao và sạt lở đất. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải chi khẩn 200 triệu nhân dân tệ, khoảng 30 triệu đô từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương cho các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Quảng Tây để hỗ trợ các địa phương này chống lũ và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ năm 2022 đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 560 triệu nhân dân tệ, gần 84 triệu đô cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Kể từ đầu mùa lũ năm 2022 đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp nước này đã phải phân bổ 560 triệu nhân dân tệ, gần 84 triệu đô cho các địa phương phòng chống và cứu trợ thiên tai. Tính đến 12 giờ ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn còn 99 con sông có mực nước lũ vượt mức báo động. Trong đó, tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Châu Giang, ở địa phận các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến với mực nước vượt ngưỡng cao nhất lên tới gần 10 mét. Trận lũ tồi tệ nhất của Trung Quốc trong thời gian gần đây là vào năm 1998, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu căn nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo dòng sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng tránh lũ và các dự án thủy điện như đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang. Không chỉ Trung Quốc, thế giới cũng chứng kiến sự gia tăng các cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Xu hướng này khiến lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa tới sinh mạng, mùa màng và nguồn nước ngầm. Tình hình mưa lũ Trung Quốc vẫn đang ở mức báo động, với mực nước ở các dòng sông liên tục dâng cao, thậm chí mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh Quảng Đông có thể đạt kỷ lục cao nhất trong vòng hơn 100 năm qua. Trong khi đó, thì nhiều địa phương miền Bắc Trung Quốc đang phải chịu nắng nóng kỷ lục vượt 40 độ C. Trước tình hình khắc nghiệt ở cả hai miền Nam Bắc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã phát đi cảnh báo khẩn. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát cảnh báo khẩn trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Nam Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chủ trì họp thường trực chính phủ, yêu cầu tiếp tục triển khai công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo tài sản và tính mạng của người dân. Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Sở Thủy lợi tỉnh Quảng Đông, đã dẫn dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn địa phương do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về những ngày gần đây, mực nước dòng chính sông Bắc Giang tại tỉnh này tiếp tục dâng cao với lưu lượng đỉnh lũ có thể lên tới 20.000 mét khối trên giây, đạt kỷ lục cao nhất trong hơn 100 năm qua. Đây cũng là trận lũ lớn nhất ở hạ lưu sông Bắc Giang kể từ khi có ghi chép dữ liệu này. Tình hình chống lũ tại đây hết sức nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ bàn về công tác phòng chống lũ. Theo thông tin tại hội nghị, mùa lũ năm nay, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc. Do vậy, hội nghị yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, hối thúc các địa phương tăng cường chuẩn bị lực lượng và vật tư để phòng chống lũ lụt ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Sau khi mưa lớn đang có dấu hiệu chuyển dần từ phía Nam lên phía Bắc nhiều ngày qua, lượng mưa lớn liên tục đổ xuống khu vực miền Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy tại trạm Thạch Giáp trên sông Bắc Giang thuộc tỉnh Quảng Đông đã đạt 18.000 mét khối trên giây vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, vượt mọi ghi chép đo được trong lịch sử. Trong đó, nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài. Sáng ngày hôm nay, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, cấp thứ 2 trong 4 cấp. Đây cũng là ngày thứ 9 liên tiếp cơ quan này đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao khi nền nhiệt độ ở nhiều nơi đã vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng kỷ lục, phụ tải điện ở Sơn Đông, tỉnh có dân số đông thứ hai Trung Quốc, nơi có một số thành phố phải phát đi báo động đỏ vì nắng nóng đã đạt 92,94 triệu kW vào hôm qua, với mức cao nhất của năm 2020 là 90,22 triệu. Phụ tải điện của tỉnh Hà Nam liền kề cũng đạt mức kỷ lục 71,08 triệu kW vào cùng ngày. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khi đến thăm một nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này hôm qua đã yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo cung cấp điện, kiên quyết không để tình trạng cắt điện xảy ra.
Các khu vực ở tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt 6 tháng do tình trạng nắng nóng vào mùa hè đến sớm hơn mọi năm. Thời tiết bất thường ở hai miền Nam Bắc Trung Quốc đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu trước thiên tai khắc nghiệt. Chính phủ Trung Quốc sẽ phải nỗ lực thật nhiều để khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của người dân. Biến đổi khí hậu và thiên tai đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi lũ lụt ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp thì ở Afghanistan, động đất đã khiến cho 1.000 người thiệt mạng. Hy vọng rằng các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của thiên tai có thể sớm khắc phục hậu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về mưa lũ Trung Quốc đến quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.